Thông số 3, giai đoạn lây nhiễm của trong tim lấy sẽ có đấy, ABCD là đây là các câu dễ nha, không phải là câu khó. Câu nào câu 3 là câu dễ, câu nào các bạn? Câu D ha, dùng lương với dùng móc, người ta có cùng cái giai đoạn lây nhiễm một từ lớn từ giai đoạn hai sang qua da, da các bạn được coi là cái khu vực phát triển. Câu số 4, yếu tố thuận lợi liên quan đến chuyển nhiễm móc chống hệ thống miễn dịch. Câu số 4 khó hơn câu số 3 ha. Quá trời tàu mình không biết gì, mình không biết mình đọc luôn nhưng không cố đọc
ấy. Cuối cùng các bạn không chút trên đó, các bạn sẽ khi các bạn chưa biết gì đó vừa qua, các bạn phải coi ra rất lâu. Vì cái kỳ bộ trong cái kỳ cái đề của mình tự đến là mình đọc kỹ cái phòng nào. Phòng người ta mô tả gì? Người ta mô tả cái gì? Người ta mô tả cái gì các bạn? Người ta thấy gì không? Người ta thấy gì chứng? Nè, người ta trách nhiệm không được ha. Cái trứng là lâu vai, ngồi lâu nè, khoảng 65 km ha. Và nó rất là nhiều. Rồi, mình đọc ha, thấy mô tả là cái trứng rồi đó. Mình không nhớ đâu, mình nhiễm cái này là những cái gì thôi. Mình quay tiếp, mình coi triệu chứng lâu dài để mình nhận ra gì. Nếu tập trung ha, các chức năng khác bình thường hết. Rồi tiếp tục công thức máu có biểu hiện là thiếu máu hoặc cầu nhỏ nhược sắt. Thiếu máu hoặc cầu nhỏ nhược sắt lâm sàng các nước tập trung xét nghiệm khi biến chứng thì đó là cái gì? Chứng hình lâu qua nó là cái gì? À đúng không? Trong buổi học thì có hai cái lời thiếu máu là tóc với gì? Tóc với dung móc. Dung tóc thì mô tả là có hai cái nước này. Còn dung móc là lâu qua. Vậy còn cái gì? Những cái gì mà thật nào? Nút dứng nó có không? Câu hỏi của nó là bác sĩ đưa cho tôi cách lợi tức là nhiễm đó. Cái nút dứng không? Dung mắt mới cái câu hỏi tình mô tả là gì? Đẩu thuộc 2 xin phơi ca nhiều cơ bản cho mình là câu. Câu gì? Xin lỗi nha cô Lê nha các bạn. Nó không qua rồi nha cô Lê đó. Rồi. Câu này khó nhất. Câu này là áp dụng thực tế lâm sàng cho các bạn đang làm ở các phòng khám ha, bên đội khoa như viêm gan liễu, viêm tuyến xương, vân vân. Mình sẽ có thể hoặc là người nhà của mình học xong mình về thì tội mình học xong mình về thì luôn mình phát hiện ra cái này thì đi về mảng ký sinh trùng. Các bạn ha, đây là bệnh nhân nữ 30 tuổi. Bệnh nhân này là một bác sĩ là ở khoa cấp cứu của bệnh viện Trung ương. Ha, một tháng trước bệnh nhân có biểu hiện này và các bạn có cái xem hôm nay để các bạn cùng biết tới được các tác nhân chính xác được này. Tại vì bệnh nhân này đi khám da liễu mua thuốc phòng lưu trữ người ta không đủ tới tiêu chuẩn và tới một tháng sau bệnh nhân bị có một biểu hiện khác nữa. Đó là phải lưu ý khi thấy người ta khác sau đó chụp lại biết quá trời bỏ hết không thấy gì cả. Đó là phải lưu ý khi nhận thành hôm nay. Được làm cái con có luôn người ta dương tính với con có sô ca ra. Có sô ca
cho ra là gì? Dung dịch nó hẹn ha. Và bệnh nhân bôi lên thì nó mờ, các bạn thì nó di chuyển đi chỗ khác, được đi chỗ còn lại cũng rất thấp thôi, thì nó cứ bay lên ha. Và đây bệnh nhân một tháng sau thì nó lại lên cái mông. Các bạn nhìn cái đường vòng này rồi. Còn cái này là phải đúng khi bệnh nhân gãi quá, nếu quá gãi quá các bạn cứ đi bệnh nhân. Rồi đến đây lúc này bệnh nhân mới tới bộ môn cái gì rồi, còn cái chân thì bệnh nhân đi đâu? Giờ điểm. Xuống đây bệnh nhân tới được cũng học khám xét nghiệm ra bệnh nhân mãn với phát ruột ra ra thì các bạn này chỉ cần nước máu mà insulin phải thấy không, nó tới mấy 4760 chiếm 31% thường insulin thử vậy các bạn là insulin chiếm bao nhiêu, insulin là tập tới coi nó chiếm bao nhiêu, chiếm 5% ha, và bệnh nhân tới 31% là phải tính ra thì rất là nhiều ha. Các trường thường hết ha, thì đó là cái ca lâm sàng thực tế và bệnh nhân được điều trị anh em luôn nha. Rồi 6 câu bạn nào muốn nói 6 câu lên đây không? 5 câu 4 câu rồi, các bạn tới các bạn ăn những món này chưa? Rồi. Có ăn món này không? Dạ. Ăn luôn đúng không? Món này được vô. Không cả. Ăn món này chưa? Nén quá chị sang ăn lẩu ăn luôn. Cái này ngon. Ngon. Nhưng mà ngon đó. Câu này không bảo nữa. Rồi bữa nãy có ăn nén, có ăn món này chưa? Chưa. Rồi phải ăn chưa? Cái thời gian các bạn lưu ý
lấy cái con hay là gà cái muối gà để mình đánh điện thoại lấy cái nước nước với cái gì đó gà sau đó mình lại kéo gà và các cái con ở thành phố nhí sau đó các con đồ hấp nó phải phải và các bạn biết người ta thì rất là ngon nghe người ta thì rất là ngon thì ốc buông ra là thứ nhất là cái con ốc lên thứ hai là con ốc tươi vàng thứ ba là con ốc tươi đen mà ăn cái con đó cái này năm ngoái thì rất là rộ các bạn. Rồi cái sơn con ốc sơn các bạn cũng được nghe ở ngoài là con ốc ma. Tại sao gọi là ốc ma vậy? Tại sao gọi là ốc ma? Cái tên nhân gian gọi là ốc ma nha các bạn. Còn người lớn thì ta con nít thì có cái cách ăn như vậy hoặc là sơn ốc người ta nướng. Nướng các bạn biết rồi nước tái chính cái vỏ dụ như cái con không có tính đúng không? Cái sinh trưởng của cái con nó và cái ăn như vậy muối của cô bé thường thì cứ có ăn hấp sơn ở này không biết tại sao không? Tại sao ăn hấp sơn ở này không? Tại vì bé nó có tình trạng ho ngon thì ta nói hấp sơn nó sẽ chịu được rồi nó là còn cái người lớn những người nhậu người ta sẽ ăn ốc tái ốc sống như này hay như món này không ha và người ta sẽ nhập viện rất là nhiều các bạn đi qua người lớn người lớn ha qua người mất nhưng mà não các bạn sẽ thấy cái càng nhiều rất là nhiều ha và báo liên tục trong năm 2013 2014 tình trạng này xảy ra rất là nhiều và người ta đã có những cái bài báo nâng cấp lên rất là nhiều thảm họa đất ma vân vân rất là tăng lên do ý thức của người dân thì khoảng 2 năm gần đây thì cái tình trạng là những cái chương trình nó cũng giảm nha và một cái phương pháp mới ngoài cái để ăn chữa bệnh và ngoài để ăn ngon ngoài để nhậu thì ốc sên nó còn một chức năng nữa là làm đẹp mà các bạn thấy thì nó xuất phát trong ngày phút người ta làm nhiều lắm đang bắt đầu cái chương trình này thì người ta nghiên cứu thấy cái cách nhờ của oxen có tiết ra cái dưỡng chất là chỉ ná, chỉ sệ, lập tiết tăng tiết collagen vân vân thì cái đó cũng rất là thích thì trong cái spa ta đưa ra cái phương pháp điều trị như vậy. Tuy nhiên lát nữa mình học thì tại sao khi mình làm mình sẽ có nguy cơ bị nhiễm vi sinh trùng không? Đây này, mày có hướng lại chưa? Và nên một bé nó cũng nhập viện ha và nó cũng đây là phương pháp khác. Nên, con có thể đúng là con nghe các bạn thấy trong cái điều trị lên da bên ngoài đó cái chất này đi đâu đó mình sẽ để cái điều trị da nó sẽ tạo ra một vài quan điểm gì đấy thì tại sao cái pháp những quan điểm đó thì mình sẽ ốc sên nó chức năng nó không thật ra ốc sên nó có nhiều ha nó có nhiều cái chất là bổ và chính cái chất này ta cũng nghiên cứu ra cách thức nữa như mình nói là ai là chủ quận này hoặc là đèn tuy nhiên cách thức của mình như thế nào mình mới nhiễm chứ không phải là cứ làm như vậy mình sẽ bị nhiễm sinh trùng các bạn có hiểu không ha khi cái ốc sên mình ăn chín thì mình sẽ bị hết tuy nhiên mình ăn nướng thì các bạn biết đặc biệt là nướng cháy ở ngoài ở trong nó còn sống không sau sử dụng một miếng cá cháy ở ngoài nó còn sống đỏ các bạn có thể nhiễm thì con này cũng vậy cách nướng các bạn luộc sôi lên vân vân nấu chín cái hầm mới gọi là điều gì thì được biết sinh trùng và tất cả các phương pháp khác mà chúng ta cần phải để có khả năng nhiễm hơn hoặc là đắp trên mặt của mình cũng vậy nếu mà còn đó nó có những sinh trùng thì vô tình đó có chất nhận nó nhiễm được gì mà mình sẽ bị nhiễm ha thì thật ra con ốc sên nó có nhiều cái chất nhiều đường đạm canxi này hơi ánh anh rất là nhiều nha thì chính vì vậy nên đôi khi người ta làm rất là nhiều phương pháp nhiều cái căn thuốc để mà chữa bệnh trong đó có thuốc thớt, trong đó có tiểu đường, trong đó có men suyễn ha và đặc biệt đối với phương pháp làm đẹp thì nó chữa rất là nhiều hơn là bày cái mặt của mình lên làm cho một bớt nám là tăng collagen lên mông lên và chính vì vậy và để ra những cái phương pháp và chính vì vậy còn mấy năm vừa rồi đẩy lên rất là nhiều sau đó bán báo chí đưa tin rất là nhiều luôn thì nó là giảm cái tình trạng nó xuống thì đây là một cái bé thật sự để qua nhiễm luôn nha thì sau các bạn có thể qua nhiễm thì đồng hồ các bạn sẽ thấy ha thì cái nhóm này là có 4 bạn tuổi dưới 15 và 2 bạn trên 15 tuổi thì nhập viện bệnh viện biên giới các bạn này 6 người ha đều ăn cái ốc ma tái sanh lớn các bạn
Phần thứ hai các bạn lưu ý nha, phần thứ hai là hai em này nó chỉ chưa rốt sơ thôi, tức là các bạn có ốc sơn nó chưa rốt lại sơn á. Nhà ở chung cư thì mùa mưa ốc lên khoảng tám ốc mưa mưa nhiều ốc lên lên, thì các bạn đó rốt sơn sơn thì cũng vô tình trạng bị hàn não luôn nha. Và đây là hình ha, để hai bạn này đi ra đi bắt ốc nè, các bạn thấy ốc nó sẽ thường học ở những vùng mà cây cỏ bị bẩn ha, mưa nó sẽ mọc lên. Còn đây là con ốc sên, còn đây không phải là con ốc sên, con thì ốc bù ha. Thì ta nghiên cứu ốc bù và ốc đi hay một loại ốc gì ta thì cũng có khả năng những cái chương trình này. Các bạn lưu ý khi ăn một ăn ốc bù nướng cái gì đó là nướng trứng nha. Rồi thì cái con nhà cái đây thì còn đi mạng não, không phải là con ốc, không phải là con ốc mà cái con dung chứ không tự nhiên con cái lẽ cho mình nào cũng có, mình phải hiểu mình ăn cái món đó nó có ký sinh trùng và cần bị nhiễm, phải nhớ cái điều đó nha. Thì con này là con dung gì, các bạn thấy nếu mà các bạn sợ trên mạng thì nó sẽ có cái tên nữa là dung mặt hai trong một năm, trong cái là bộ của nó, những cái bộ của nó đây kích thước của nó tương đối nhỏ nha các bạn, và nó có con dung non, con dung non có ký sinh trùng não mình coi chuẩn là nó ký sinh nha. Thì có dung non ký sinh trùng não mình thôi, và nó khoảng 2 mm. Và đây là con dung của các bạn, đây là con dung của thật ha, còn gọi là dung mặt thì bên trong nó rất là đỏ, và những mặt nhỏ rồi đó là con dung. Đây là thật khác, các bạn thấy đỏ không? Về dịch tễ thì con này chủ yếu ở bên Nam Á nha, và luôn thấy được nhiều. Tại sao không? Tại ở những cái vùng này ốc sên nó nhiều, và ở những vùng này người dân mới thói có thói quen là còn mấy vùng khác thì con nó có nơi đó là những vùng này. Rồi bệnh phổ biến rộng hơn hay những cái nước này thì những cái du lịch đó, của mình có hơn những người đã ăn uống xong chưa đi du lịch ở Việt Nam cái món ốc trong trở về nước của người ta cần, chứ không phải là cái vùng của người ta cần. Các bạn có hiểu không? Thì nó làm cho về đại thức và đại tưởng như là gì đó thì mình phát hiện ra được, chứ không phải là tại do mình đã đi du lịch ở Thái Lan, ở Việt Nam, ăn một cái món có nguy cơ không? Thì các bạn phải biết bản đồ là biết nói như sao. Các bạn thấy cái mũi tên của anh nhé, một trong nhé là đường nội đường vùng nội địa, cái vùng đó rất là nhiều người bị nhiễm ha, và có cái mầm bệnh ha. Thì các bạn đừng nha, các bạn sẽ thấy ở Hawaii là nha, Hawaii là một cái vùng dịch tễ ha, ở đó là bị ăn những cái món ốc, món hải sản rất là nhiều ha, và sẽ có nguy cơ nhiễm ca. Thứ hai là cái vùng Nam Mỹ nè, thứ ba là các bạn là khí hậu đặc trưng như vùng này, các bạn thấy là Hồng Kông nè, Đài Loan nè. Thì giờ này các bạn đi du lịch Đài Loan nhiều không? Nhiều hơn, các bạn cẩn thận hơn cái món ăn dịch vụ của nó cho các con ốc nha. Rồi ngày con Việt Nam mình không phải là bệnh dịch tễ mà chỉ là tăng giác đỏ. Tăng giác đỏ tức là nó có bệnh khoảng hồi nha. Rồi ở Trung Quốc đó là cái vùng mà mình thấy con phố của những con này thì nó có nhiều không? Không, nó đa phần nó khu trú ở cái vùng dịch tễ. Hai đó mình lưu ý khi mình đi du lịch nha, mình ăn cái món. Và tại sao mình được nhiễm là do mình ăn ký chủ không gian có chứa con dung mặt ha, con zooxanthellus. Thì mình sẽ ăn cái con mình bị nhiễm, thứ nhất là con ốc ma, hay còn gọi là ốc sên, và tên được đồ ha, tên khoa học của nó là Acerina. Sợ cái con nó ra ha. Thứ hai là ốc đuôi vàng ha. Thứ ba nữa là cái con ốc nổ, các bạn biết con ốc này không phải ốc đuôi vàng mà là ốc đuôi đen ha. Nó khác cái ốc đen này, chúng ta gọi là đen nhưng mà thực ra nó có hơi màu vàng vàng xanh xanh, nó khác cái ốc bùn của mình ha. Và các bạn ăn cái này còn tái sống thì đều có khả năng con ăn cho nên nó sẽ có sức và có những cái tự nhiên hoàn hảo nữa nha. Đây là cái con ốc mà các bạn đều biết nha, ốc hương la nha. Tại sao cái con này thường đi ăn
luộc ở miền Tây thì rất là nhiều, ở miền Tây miền Bắc nha, thì có luộc à, cứ luộc một trống rất nhiều, ẩm được ẩm ngon, và thì là luộc chưa chín mà nó còn sót thì các bạn sẽ thấy nó sẽ còn món chuột nha. Đây là món mình ăn nè, đây là một bạn nha, đi chơi du lịch có ăn cái món này và ốc lươn nha, các bạn thấy đây là cái món ốc luộc, ốc luộc là ốc phi la đây nè ha. À, và cái thông tin của Nhi đầu năm 2024 cho thấy là vào mùa mưa thì tỷ lệ những con này mới cao, lý do là mùa mưa thì ốc nó phát triển, còn mấy mùa khác thì ốc nó không phát triển được, thì sẽ ít ốc thì đâu có ăn ốc đâu, thì nó sẽ giảm đi thôi. Rồi các bạn nhận thấy này chúng ta câu hỏi là tại sao những con này tại sao được gì? Mình khi mà chúng ta phải yêu cái miệng mình nó bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu mũi tên chỉ được cái mũi mình, bao nhiêu mũi tên chỉ được cái miệng ba, là đọc ba cái đó là cái gì? Thấy đầu tiên là cái gì vậy? Rau, cái loại rau mùa rau gì đó, cái kiểu rau đó là rau gì? Rau cà rốt, rau ăn sống. Rồi tiếp tịt mũi tên thứ hai chỉ cho con gì? Con ốc. Ốc hoặc là những đồ ăn đúng không, hoặc là chuẩn bị của nhà. Rồi mũi tên thứ ba mấy con gì? Vua, con cơ, con gì nữa, hoặc là thì người ta nghiên cứu không, hoặc là nó vô từ cái này nó không có chuột thì là chơi như thế này bắt phải chơi cái chuột chất này cái thứ bỏ tay vô gì rồi vuốt con có chuột. Thì mình phải lưu ý thằng làm việc rất là mình bị nhiễm con này do mình nuốt là nuốt phải ống trùng, mình nuốt phải ống trùng tự nhiên bỏ ống trùng vô miệng mà qua thức ăn. Thức ăn này mình phải đọc nhiều, thứ nhất là rau. Tại sao rau mình chỉ bị nhiễm ốc sên nó bò, đúng không? Ốc sên nó bò vì sao chất nhẹ nó dính vào đó ha. Thứ hai là mình ăn trực tiếp con ốc. Thứ ba là mình ăn hải sản. Nha, cái vụ chuyển hải sản nên cái vụ chuyển tở ăn cái con này nha. Mình sẽ di chuyển. Tại cái dịch mà xảy ra đó là thường do ăn hải sản hoặc là ăn rau. Dù như là một vụ nước mít một người đó. Nha, cái người quen sẽ có từ đó. Các bạn bạn thêm cái bài báo. Báo cáo mình như vậy nha. Các bạn đọc thêm nha. Rồi, sang cái chương trình phát triển. Chương trình phát triển thì mình lưu ý cả người là để nói rồi thôi, tại sao mình nhiễm rõ con chuột thì nó như thế nào. Thì đầu tiên mình cần phải xác định ký chủ chính của con chuột trong nước là người hay động vật. Ký chủ chính là gì ạ? Ký chủ chính, ký chủ chính là sao? Ký chủ chính là sao? Tồn tại và có thể tác dụng đến giai đoạn chuẩn thận. À, thì cái ký chủ chính của con ăn chua trong nước là con chuột. À, thì cái con này nó ký sinh ở đâu? Nó ký sinh ở động mạch phổi của con chuột. Và vậy mình có ý đồ khác nhau. Thì con chuột mà ký sinh ở động mạch phổi nó sẽ để ra trứng. Trứng nó sẽ nở ra ống chuột giai đoạn luôn. À, trong phổi động mạch phổi đó nha, từ cái động mạch phổi này nó sẽ đi qua cái đường dưới nang động mạch, nó là để cái mạch máu đó nó sẽ chui vào cái nang động mạch phổi, vào cái chuột, đúng không? Từ cái phế nang đó nó sẽ đi ngược, đúng không các bạn? Đi theo cái hệ của nó, tức là phế nang lên cái hệ phổi của nó, để cuối cùng nó sẽ bị nuốt xuống đâu? Nó xuống ruột và nó được thải ra ngoài ở giai đoạn ống chuột. Ở con chuột nha, đang nói chương trình phát triển của con chuột là con trưởng thành nó ký sinh ở động mạch phổi, nó sẽ đẻ ra trứng, trứng mẹ nó nở con ống chuột một ngay tại động mạch phổi của con chuột. Sau đó nó sẽ ống chuột một mẹ nó bể cái mao mạch để nó chui vào cái phế nang của phổi á, của con chuột á, cuối cùng nó bị nuốt ngược lại cái gì?
ruộng này và ấy kiệt một nó sẽ được thả theo đường phân ra ngoài. Đã đến ngoài này rồi ấu trùng một nó ví dụ như gặp con ốc sên này nó sẽ bám vào đây. Các chị tiếp tục lột xác hai lần là con ấu trùng giai đoạn 3. Cái con ấu trùng giai đoạn 3 này nó cũng nằm ở đầu còn ở trên con ốc. Hoặc là cái mấy con thân mềm. Và khi con ruột này nó ăn con ốc hoặc vô tình ấu trùng nó nằm rác ở ngoài đất đó, thì nó cũng sẽ ra được nuốt vào ruột của con ruột rồi nó cũng theo cái hệ tĩnh mạch rồi nó về tim phải rồi nó cuối cùng nó cũng ký sinh tại cái bộ mặt phổi là đi xì của cái con ruột. Cũng lại như vậy các bạn coi mình trong cái lý do đó mình chỉ biết là ký chủ chính là con ruột rồi người mình là ký chủ tình cờ là sao là vô tình tình ăn những cái ký chủ thường gian này là gì nhỉ. Và khi mình ăn phải con ấu trùng giai đoạn 3 ở ốc này, ở rau hoặc là ký chủ này thì sao mình cũng cái con ấu trùng đó nó cũng theo nó xuống ruột nó xuống ruột rồi nó cũng sao đấy các bạn, nó cũng xuyên qua bắp ruột nó theo hệ tĩnh mạch nó về tim nó về phổi nó lên đâu rồi nó theo tiếp tục nó lên mạch mạng não của mình nhưng mà nó chỉ ở giai đoạn là ấu trùng không phát triển được đến thành con cũng thật. Và một cái con nó nằm ở trên não của mình chắc chắn sẽ có phản ứng gì xảy ra là bệnh nhân thường sẽ có biểu hiện viêm đau đầu rồi sốt hoặc là con sốt tăng áp lực và sợ vân vân thì đó là biểu hiện chuyển viêm mạng não. Một thời gian cái con này nó sẽ bị cơ thể của mình phản ứng tiêu diệt đi thì nó chết từ từ nó sẽ lại trên đây cũng một ngày còn nó chết đi nha. Đó là chương trình phát triển của nó thì cũng là cái chương trình này các bạn chỉ cần nhớ dùng và giai đoạn của người thôi ở chuột nhớ thêm ký chủ chính là chuột còn người là ký chủ tình cờ nha. Hết rồi đó chương trình phát triển con này đơn giản lắm. Và khi mình nghĩ thì trong vòng 2 đến khoảng 35 ngày bệnh nhân cứu sau 2-3 ngày ăn là bạn có thể có biểu hiện liền luôn. Có thể gần gần. Và cái triệu chứng gì mà mình hay để ý nhất đó là dấu hiệu đau đầu, gần như 100% là bệnh nhân có biểu hiện đau đầu. Đau đầu ở đây là sao các bạn? Đau này nha, đau dữ dội, đau hết bắt đầu thì có nghiên cứu lên thấy đau ở sâu quá, lấy đau ở hàng chẩn, đau ở thái dương v.v. Tuy nhiên cái đó không có những hình gì hết, tuy nhiên là bệnh nhân có đau đầu đau ngày càng tăng. Tại sao ngày càng tăng? Lý do cái phản ứng viêm ngày càng nặng ra nó nhiều lên nó sẽ tăng ha. Rồi sốt hoặc là không sốt. Nó khác với viêm mạng não ngủ, viêm mạng não phi trùng hoặc là siêu vi thì viêm sốt rất là bộc lộ. Thì con này là viêm phi trùng thì đó bởi vì sốt của nó thì là rất lớn, nó sẽ nhẹ nhẹ. Có một số bệnh nhân người ta không sốt mà đến với biểu hiện là đau đầu liên tục ha, đau dữ dội, đau có thể chóng mặt. Và dấu màng não là sao các bạn? Dấu màng não học chưa? Dấu màng não của mình là một cái biểu hiện gì? Đẹp nhất, trước khi đi gì nữa, ổn ngựa, thì kháng bệnh nhân có hoặc không có biểu hiện nha. Ngoài ra khi nó tổn thương cái màng não, nó có thể tổn thương cái phần sọ của bệnh nhân, mình sẽ nói sau thôi. Và đây là các triệu chứng của viêm màng não. Nhưng đối với nhiễm con vi trùng này thì mình lưu ý hai cái triệu chứng thứ nhất đó là đau đầu. Những cái triệu chứng khác đều có thể có nhưng nó không là biểu hiện để bệnh nhân tới khám với mình, mà triệu chứng đau đầu là triệu chứng ta sẽ tới khám và đau ngày càng tăng nha. Thứ hai là bệnh nhân có thể không sốt. Thứ ba là đi khám thì mình sẽ có dấu màng não. Ngoài ra những cái dấu hiệu khác như là nôn ói, chóng mặt và co giật và đau nhức khớp vân vân trong cái viêm màng não cũng có thể có nhưng nó không điển hình. Riêng cái con này các bạn nhớ nha, thứ nhất là đau đầu, thứ hai sốt nhẹ hoặc là không sốt là hai cái biểu hiện chính của viêm màng não do con ăn vô trong nước nha. Để mình học so sánh với các con khác đó là tiêm chủng virus nha. Và
và các nghiên cứu ở Thái Lan được nhiều hơn các bạn nha. Thái Lan với Đài Loan hồi nãy mình nói là người dịch tễ, các bạn thấy trong nghiên cứu của người ta tới gần 500 người rồi, gần 500 người bệnh đau đầu chiếm 99%, mà gần như là người nào cũng đau đầu hết, trong khi chỉ số sốt của họ có khoảng 1/3 thôi, 23% là 1/3. Như vậy đau đầu là chính khiến bệnh nhân đi khám và cũng như là không có cho điều trị cũng đau đầu ha. Hoặc là một cái nghiên cứu khác ở chị em hoàn toàn luôn thì đau đầu gần 100% luôn các bạn. Về chẩn đoán thì cái con này đó, tại bạn nó hơi đau các bạn trước mình chỉ biết ý chính thôi nha. Cái này các bạn đặt vô phân tích tiểu não quỷ mình học vô. Lưu ý dùng trong tất cả các những ký sinh trùng mà những viên mà đã được tác nhân khác thì cái con ký sinh trùng nó sẽ gây ra một hiện tượng là bạch cầu ái quan trong đường não tủy tăng cao nha. Mình lưu ý cái điểm này dùng nha, nó là ký sinh trùng ngoài cái bạch cầu ái quan trong máu tăng thì cái đường não tủy sẽ có bạch cầu ái quan trong máu luôn và trong đường não tủy luôn và nó tăng cao luôn. Trong các nhiễm viêm mạng não do vi khuẩn hoặc là virus thì nó không có hiện tượng tăng bạch cầu ái quan hay ký sinh trùng, mà phải lưu ý là nó có hiện tượng tăng bạch cầu ái quan trong đường não tủy nha. Thì mình biết vai trò bạch cầu ái quan là tiêu diệt ký sinh trùng thì nó đương nhiên nó sẽ tăng ha. Và để chẩn đoán hiện tại ta sẽ dùng phương pháp gián tiếp đó là tìm kháng thể hoặc là trực tiếp là PCR nha. Thì các bạn lưu ý con này có điều gì đặc biệt không? Vấn đề điều trị của nó còn rất là bàn cãi. Tại sao trong bàn cãi như theo cái chương trình các chị để mình học đó, thì con này nó bị ký sinh ở giai đoạn là ổ chuột đúng không? Không phát triển được và cơ thể mình khi mà nó lạc chỗ với lại mình là cái chủ tình cờ, mình không phải là cái chủ chính cho đó, cái chương trình phát triển của nó có tiếp tục được không? Không, mà từ nó sẽ chết theo thời gian. Do đó cái cuộc thuốc mà để diệt ký sinh trùng trong cái mạng não người ta không cần thiết. Thứ nhất, thứ hai khi các bạn dùng cái thuốc mà diệt con ký sinh trùng thì sẽ làm cho cái con ký sinh trùng nó sẽ để ra nó tiêu sát đi, thì nó phóng thích các protein trên con người của nó ra thì cái bạn nó viêm ở mạng não nó sẽ dữ dội hơn, nó có thể bùng phát ra cái cơn rất là dữ dội. Do đó người ta khuyến cáo là một giờ tức là không rõ là dùng hay không dùng hiệu quả hơn, nó phụ thuộc vào quan điểm điều trị của mỗi một bác sĩ, mỗi nước ha. Cái đó người ta còn bàn cãi dữ lắm. Rồi thì có cái người ta đồng thuận nhiều nhất đó là làm sao cho bệnh nhân giảm đau đầu. Tại vì chứng đau đầu rất là dữ dội thì có các người ta đồng thuận là làm sao để giảm đau đầu thì có nhiều cách. Cho đó thứ nhất là các bạn tập cái nước sau lưng ha, tập trở thắt lưng thì mình giúp mình giảm áp cái lực trên não thì mình sẽ giảm đau đầu. Thứ hai là thuốc giảm đau có hai cách người ta đồng thuận nhất, người đồng thuận hết. Còn cái thuốc mà điều trị thì không ký sinh trùng đó thì người ta còn bàn cãi nha. Đó là bài của con Anh Sô ha. Bây giờ mình sẽ làm một số câu hỏi. Cái điều trị của Anh Sô là như vậy. Chủ nhỏ nhớ nha. Người bị nhiễm con Anh Sô này là có thể là do ăn cái gì các bạn? Cái gì? Bò tái trang nhiễm không? Không, giấy nhiễm bò hết, bò tái trang nhiễm gì? Sáng, sáng để bò. Bò tái trang nhiễm gì? Nhiễm sáng là bê tui. Bê đi gọi đúng nhau phải không? Nghe chưa? À, các bạn nhớ gọi tôm không? Tôm thì khi mình bắt tôm ra con sống không các bạn? Có. Ăn con sống không? Có. Đúng rồi bạn, nó bạn các bạn nói đúng một bạn ha. Chẳng bao giờ có thể rồi. Triệu chứng thường gặp trong những viêm mạng não. Đau đầu. Triệu chứng gì các bạn? Đau đầu. Đau đầu nhớ nha. Xét nghiệm có giá trị cơ chẩn đoán là gì? Trong chẩn đoán những con này có xét nghiệm nào có giá trị nhất? Không thức máu được chẩn đoán được không? Không. Bệnh não tủy. Bệnh não tủy. Đâu biết đó là gì? Có biết viêm mạng não hay không đây bạn?
rồi xin tiêm cái thuốc đó không? Không, chỉ có là cái việc đi ra thì kháng thể kháng lại con đó thì mình biết thôi ha. Rồi xong một bài nha.